Xin chào quý vị và các bạn. Sau chiến dịch mùa khô năm 1984-1985, nhận thấy chính phủ Phnom Penh đã củng cố và tăng cường thực lực quân sự một cách đáng kể, đủ sức kiểm soát tình hình xứ sở Chùa Tháp, cũng như trấn áp quân đội Khmer Đỏ và Liên minh, nên ngày 16 tháng 8 năm 1985, Việt Nam tuyên bố sẽ rút quân khỏi Campuchia. Điều này có nghĩa là xung đột tại Campuchia có thể sẽ sớm kết thúc nếu các bên thiện chí. Một số nước ASEAN cũng bắt đầu có xu hướng ủng hộ phương án này của Việt Nam. Trong lúc Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho các bên, thì nội bộ Thái Lan bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến về vấn đề Việt Nam tại Campuchia. Một bộ phận người Thái bất ngờ kêu gọi chính quyền của Thủ tướng Prem Sulanunda nên ngừng hỗ trợ Khmer Đỏ và giảm bớt các cuộc tấn công quân Việt Nam để không làm tổn hại thêm quan hệ giữa hai nước Việt-Thái. Bộ phận này còn cho rằng Việt Nam không thể là mối đe dọa đối với Thái Lan vì Hà Nội kém phát triển hơn nhiều so với Bangkok. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến của một nhóm nhỏ các học giả và lời kêu gọi của họ không nhận được sự quan tâm của báo chí Thái Lan. Do đó, nó không ảnh hưởng nhiều đến chính sách đối ngoại mà Thái Lan đang áp dụng với Việt Nam. Dù vậy, nhưng sau những tổn thất to lớn mà chính quyền Bangkok phải gánh chịu từ chiến dịch mùa khô năm 1984-1985 của Việt Nam, phần lớn người Thái vẫn ra sức phản đối các hành động quân sự của Việt Nam, lên án Việt Nam xâm lược Campuchia. Thậm chí, họ còn gửi thư cho Tổng bí thư Lê Duẩn của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok kêu gọi Hà Nội hãy từ bỏ giấc mơ làm bá chủ Đông Nam Á. Một bức điện tín cũng được gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ kêu gọi Liên Hợp Quốc có biện pháp buộc Việt Nam chấm dứt việc chiếm đóng Campuchia. Báo chí Thái Lan cũng vào cuộc nêu quan điểm ủng hộ chính phủ nước họ hãy sử dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ và cho rằng biện pháp ngoại giao là không đủ để đối phó với người Việt. Giới chức quân sự Thái Lan tuyên bố chấp nhận xung đột kéo dài bởi người Thái luôn coi Campuchia là một vùng đệm quan trọng. Nếu để Việt Nam kiểm soát Campuchia thì sẽ đe dọa rất lớn đến an ninh Thái Lan. Hơn nữa, thời điểm này, việc duy trì chiến tranh sẽ có lợi cho Thái Lan bởi người Thái nhận thấy rõ nền kinh tế của Việt Nam lúc này đang khó khăn cực điểm. Sự hỗ trợ của Liên Xô cho Việt Nam cũng ngày càng ít đi. Mặt khác, lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ kéo dài dẫn đến việc ngoại trừ khối Liên Xô thì nhiều nước không có quan hệ thương mại với Việt Nam. Trong khi, chi phí cho việc đóng quân tại Campuchia đã chiếm từ 40 đến 50% ngân sách quân sự của Việt Nam. Không những vậy, Khmer Đỏ và các phái chống Việt Nam tuy bị tổn thất nhưng vẫn có triển vọng phục hồi nhờ sự viện trợ tích cực của Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như phần lớn các nước ASEAN nên cuối cùng cũng sẽ khiến Việt Nam phải chịu thiệt hại lớn. Bên cạnh đó, trong cuộc chiến với Việt Nam, dường như Thái Lan phải trả giá ít hơn Khmer Đỏ rất nhiều vì họ tin rằng đụng độ giữa quân đội Thái và Việt Nam chỉ giới hạn trong các cuộc giao tranh quy mô nhỏ ở khu vực biên giới. Mặc dù người Thái luôn phàn nàn rằng một số dân làng vô tội của nước họ đã phải chịu thiệt mạng do các cuộc pháo kích của Việt Nam, nhưng rõ ràng sự tồn tại của các trại tị nạn, nơi thu hút con người và viện trợ nước ngoài đã mang lại một nguồn lợi ích lớn cho hoạt động kinh doanh ở các tỉnh biên giới Thái Lan. Đặc biệt hơn, đến giai đoạn này, thay vì gây sức ép buộc Việt Nam phải rút quân khỏi Campuchia như trước đó, thì Đặng Tiểu Bình lại tuyên bố rằng việc buộc quân đội Việt Nam ở lại Campuchia là một điều khôn ngoan, bởi vì theo cách đó, người Việt sẽ ngày càng đau khổ hơn. Cũng trong năm 1985, Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Thái Lan và cảnh báo các nước ASEAN nếu nhắc đến đề nghị hòa bình của Việt Nam tại Campuchia. Trước sức ép của Hoa Kỳ và Trung Quốc, Bộ trưởng của đa số các nước ASEAN đã lập tức ra tuyên bố chung tại Bangkok kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho lực lượng Khmer Đỏ nói riêng và Liên minh Campuchia Dân Chủ nói chung. Tất cả những sự kiện trên đã khiến tuyên bố rút quân và thiện chí hòa bình của Việt Nam trở thành một tuyên bố đơn phương và Hà Nội tiếp tục gặp bế tắc trong vấn đề ngoại giao. Trong những tháng cuối năm 1985, nội bộ Liên minh Campuchia Dân Chủ lại phát sinh nhiều mâu thuẫn mới, thậm chí còn xảy ra các cuộc đấu súng giữa Khmer Đỏ và các phái phi cộng sản. ASEAN cùng hai phái của Sihanouk và Son San đề nghị Khmer Đỏ phải loại bỏ Pol Pot, Ieng Sary và Ta Mok ra khỏi chính quyền, nhưng Khmer Đỏ từ chối và Trung Quốc thì giận dữ dọa cắt viện trợ của các phái. Phe ủng hộ Son San tiếp tục phản đối Sihanouk, còn Sihanouk cũng vô số lần đe dọa từ chức. Đến tháng 12 năm 1985, mâu thuẫn giữa hai phái của Sihanouk và Son San lên đến đỉnh điểm khiến ASEAN phải can thiệp. Bước sang năm 1986, lực lượng Liên minh Campuchia Dân Chủ hoạt động ngày càng riêng rẽ, trong đó tích cực nhất vẫn là Khmer Đỏ. Về phía Việt Nam, sau khi tuyên bố rút quân khỏi Campuchia vào nửa cuối năm 1985, thì đến thời điểm này, trước sự thờ ơ của nhiều quốc gia, Việt Nam vẫn thực hiện việc rút một phần quân đội về nước. Đây có lẽ là tin tức quan trọng và vui mừng nhất đối với bộ đội Việt Nam, bởi trong những năm tháng đến chiến trường Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế, những người lính trẻ Việt Nam hầu như không được về nhà vì chiến trường ác liệt, đường về cách trở nghìn trùng. Họ chỉ có thể nén nỗi nhớ quê hương, người thân và giữ những bức thư nhà còn quý hơn cả vàng bạc trong hành trang chiến đấu.
Tuy nhiên, sự kiện Việt Nam rút quân lại khiến Pol Pot trở nên đề phòng hơn, bởi vào hồi năm 1983, Việt Nam cũng từng rút đi một phần quân đội, nhưng sau đó lại tổ chức nhiều đợt tấn công trở lại với quy mô lớn hơn. Do vậy, sau khi một số đơn vị quân Việt Nam bắt đầu rút về nước, Pol Pot đã cho triển khai một kế hoạch chiến đấu mới. Thay vì thường xuyên đối đầu trực diện với quân Việt Nam tại các căn cứ biên giới Thái Cam, Pol Pot quyết định cho một phần lớn quân đội xâm nhập vào sâu trong nội địa Campuchia để hoạt động. Cũng vào thời gian này, hàng ngũ lãnh đạo Khmer Đỏ có sự phân rã nhất định. Chỉ còn Pol Pot, Tà Mốc và Khieu Samphan là những nhân vật chủ chốt. Mặc dù Pol Pot tuyên bố từ bỏ vị trí lãnh đạo Khmer Đỏ và nhường cho Khieu Samphan từ lâu, nhưng thủ lĩnh khét tiếng này vẫn tiếp tục là động lực thúc đẩy các phe nổi dậy, chủ yếu là bằng những bài diễn thuyết cho lính Khmer Đỏ. Một nhà báo người Mỹ từng hoạt động ở biên giới Thái Lan, Campuchia thời điểm đó đã nhận xét rằng, dù cộng đồng quốc tế gần như nhất loạt lên án sự cai trị tàn bạo của Pol Pot, nhưng một số lượng đáng kể dân Campuchia sống trong vùng Khmer Đỏ kiểm soát vẫn tỏ ra thực lòng ủng hộ Pol Pot. Thời điểm này, những đơn vị quân Việt Nam còn ở lại Campuchia để chiến đấu thì hầu hết là đồn trú dã chiến. Chính bởi tính chất không trú đóng cố định tại một địa điểm nào khiến bộ đội Việt Nam phải chịu nhiều gian khổ hơn. Mùa mưa thì ẩm ướt, bệnh tật, đường xá bị chia cắt, mùa khô thì thiếu nước và quanh năm ăn đói ngủ khổ ở những vùng xa xôi, nơi lực lượng hậu cần của Việt Nam khó có thể tiếp cận kịp thời để cung cấp lương thực, thuốc men và các vật dụng cần thiết khác. Bộ đội phải tự tăng gia sản xuất, đồng thời ban ngày phải giúp dân Campuchia xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế, ban đêm thì lại trực chiến, truy quét tàn quân Khmer Đỏ quấy phá. Sau khi Việt Nam rút một phần quân đội, Khmer Đỏ bắt đầu tiến hành các chiến dịch tấn công lớn, trước hết là đánh chiếm lại vùng Pai Linh, thành lập căn cứ mới, đột kích vào các vùng do chính phủ Campuchia kiểm soát, gây bất an và hoảng loạn cho người dân khắp các tỉnh miền Tây Campuchia. Sau đó, Khmer Đỏ tiếp tục tăng cường ảnh hưởng tới tận Kampong Spu, Kampot và Kampong Thom. Nhiều thời điểm, ước tính Khmer Đỏ đã kiểm soát trở lại khoảng 20% lãnh thổ Campuchia, nhưng lại chỉ kiểm soát được khoảng 5% dân số so với chính quyền Phnom Penh. Tưởng rằng các hoạt động của Khmer Đỏ ở sâu trong nội địa Campuchia sẽ khiến cho khu vực biên giới Thái Cam được yên bình, nhưng tiếng súng vẫn không ngừng vang lên. Đặc biệt, trong giai đoạn này, tuyến biên giới Đông Nam Thái Lan đã trở thành điểm nóng. Sau các cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Thái Lan tại đường biên tỉnh Chát vào hồi tháng 5 năm 1985 trước đó, dường như quân đội Thái ngày càng trở nên gay gắt với Việt Nam. Giữa tháng 1 năm 1986, một số nhóm quân Khmer Đỏ tiến vào nội địa tỉnh Ko Kong, Campuchia để quấy phá và bị quân Việt Nam đóng tại đây đẩy lui qua biên giới. Nhận thấy đây là một thời cơ tốt để trả đũa cho các hành động của Việt Nam trong năm 1985, lực lượng thủy quân lục chiến Thái Lan đóng tại một tiền đồn ven biển ở Hat Lek đã hỗ trợ Khmer Đỏ đánh chặn quân Việt Nam vô cùng ác liệt. Trước hành động của người Thái, ngày 23 tháng 1 năm 1986, Việt Nam đã mở một cuộc tấn công đáp trả vào một ngôi làng ở Hat Lek, nơi có một lực lượng thủy quân lục chiến Thái Lan đang trấn thủ. Thái Lan cho biết, những loạt đạn được phía Việt Nam bắn ra từ một ngọn đồi bên trong đất Campuchia đối diện với Hat Lek. Một phát ngôn viên của Hải quân Thái Lan còn khẳng định rằng đây dường như là một hành động khiêu khích có chủ ý của người Việt Nam. Để thể hiện sức mạnh trước quân Việt Nam, một tàu chiến Thái ở vịnh Thái Lan đã pháo kích dữ dội vào căn cứ pháo binh của Việt Nam trong đất Campuchia. Ngôi làng ven biển ở Hat Lek của người Thái trở nên hoang tàn sau cuộc đấu pháo. Ít nhất 5 dân thường thiệt mạng, hàng chục lính Thái tử vong. Các nguồn tin quân sự tại Aranya Prathet còn cho biết tàu chiến Thái Lan đã phải bắn hơn 100 quả đạn để chống lại Việt Nam, bởi Hà Nội đã tấn công họ trước bằng việc bắn tới tấp 70 quả đạn pháo trong ngày 23 tháng 1 năm 1986. Sự phản ứng mạnh mẽ này của Thái Lan cũng đã khiến ít nhất 15 bộ đội Việt Nam thương vong. Chiến sự tại Hat Lek tạm lắng xuống trong một ngày sau đó, nhưng đến ngày 25 tháng 1 năm 1986 thì tình hình căng thẳng trở lại. Cho rằng sự có mặt của quân Việt Nam tại ngọn đồi đối diện Hat Lek sẽ gây đe dọa nghiêm trọng tới an ninh biên giới, nên quân đội Thái tiếp tục có những hành động quân sự nhằm gây sức ép buộc Việt Nam phải rút quân khỏi khu vực này. Tuy nhiên, thời điểm đó, ngày càng có nhiều nhóm quân Khmer Đỏ từ vùng biên Thái Cam bí mật tiến vào nội địa Campuchia để quấy phá, nên quân Việt Nam phải gia tăng phòng ngự mạnh mẽ ở những chốt chặn gần biên giới. Do đó, việc rút quân theo yêu cầu của quân đội Thái là không thể thực hiện được. Để chống lại những đợt tấn công của Thái Lan, Việt Nam buộc phải dùng các loại súng hạng nặng để bắn trả. Trong một cuộc giao tranh, bộ đội Việt Nam đã bắn vào một đồn biên phòng của Thái Lan, khiến 3 lính Thái Lan tử trận. Trước tổn thất đó, tàu chiến Bangkok ngoài khơi vịnh Thái Lan được huy động để nã pháo vào vị trí đóng quân của Việt Nam, khiến ít nhất 8 bộ đội Việt Nam tử trận. Sau trận đấu pháo giữa quân Việt Nam và Thái Lan vào cuối tháng 1 năm 1986, thì trong những tháng tiếp theo, Việt Nam tiếp tục phải chiến đấu với quân Khmer Đỏ và một số phe phái thân Sihanouk dưới sự ủng hộ tích cực của người Thái. Chiến sự kéo dài dai dẳng đến tận những tháng cuối năm 1986. Đến cuối tháng 11 năm 1986, quân Khmer Đỏ hoạt động vô cùng giáo giết trong nội địa Campuchia,
Đặc biệt, thời điểm này ở khu vực các tỉnh Siem Reap và Bát Nam Bang có hàng nghìn quân Khmer Đỏ vô cùng thiện chiến đang hoạt động và đội quân này chủ yếu sử dụng súng chống tăng cho các cuộc tấn công. Trong khi phía Việt Nam chỉ có một số đơn vị của Sư đoàn 302 đang đóng tại đây, quân số trú đóng cũng chỉ vài trăm bộ đội. Một phần do quân Việt Nam đang rút về nước, một phần do nhiều bộ phận khác đã được điều ra các vùng biên để chiến đấu với quân Thái Lan và quân Sihanouk. Vì vậy, để tăng cường sức mạnh, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 phía Việt Nam đang đóng quân ở mặt trận Bát Tam Bang được lệnh hành quân gấp sang Siem Reap để hỗ trợ Sư đoàn 302 đánh chặn quân Pol Pot. Tối ngày 28 tháng 11 năm 1986, từ Bát Tam Bang, Đại đội 13 thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 đã cơ động đến bờ sông Sang Tơ, nơi tiếp giáp giữa hai tỉnh Bát Tam Bang và Siem Reap của Campuchia. 4 giờ 50 phút sáng ngày 29 tháng 11 năm 1986, Đại đội 13 được lệnh bí mật vượt qua sông để phối hợp với các đơn vị bạn phía bên kia sông. Quân số Đại đội 13 tham chiến lúc này có tổng cộng 52 người, gồm cả sĩ quan tiểu đoàn phó xuống chỉ đạo hành binh trực tiếp. Đến tờ mờ sáng ngày 29 tháng 11 năm 1986, chiến sĩ bọc hậu cuối cùng của Đại đội 13 đã qua được bờ bên kia của sông Sang Tơ và tổ chức triển khai trận địa. 12 lính thuộc Trung đội 8, Đại đội 13, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 được lệnh ém quân, chốt giữ bên bờ sông. 40 bộ đội còn lại thuộc 2 Trung đội 7 và 9 của Đại đội 13 thì tiếp tục hành quân để phối hợp với các đơn vị còn lại của Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 bao vây một nhóm quân Khmer Đỏ đang hoạt động ở khu vực này. Vượt qua rặng tre gần bờ sông, đi tiếp khoảng 500 mét thì 40 người lính của Đại đội 13 Việt Nam tiến vào một cánh đồng lúa bỏ hoang. Nơi đây có địa hình khá bằng phẳng và có tầm quan sát tốt, nhưng quang cảnh xung quanh thì lại mang đến một cảm giác trống trải và lạnh lẽo bởi không có một bóng người, trừ 40 người lính Việt Nam đang hiện diện. Có lẽ do thời tiết tháng 11 ở Campuchia đang là giai đoạn cuối mùa mưa nên không gian càng trở nên u ám hơn, nhất là dưới ánh sáng mờ nhòe của một buổi sáng mù sương khiến những người lính trẻ Việt Nam đôi khi cảm thấy ớn lạnh khó hiểu. Không ai có thể ngờ rằng đây chính là địa điểm sẽ xảy ra một cuộc chiến đẫm máu ngay sau đó. Phía Việt Nam nhận định, ở một khu vực bằng phẳng như vậy, xác suất chạm trán quân Khmer Đỏ là cực kỳ thấp, thậm chí Khmer Đỏ sẽ không bao giờ lựa chọn mở đường máu ở địa hình như vậy. Tuy nhiên, ngay sau đó, bộ đội Việt Nam bắt đầu nhìn thấy một vài bóng lính Khmer Đỏ nhấp nhô ở phía trước. Quá bất ngờ, cả đơn vị được lệnh dừng lại ngay lập tức, dàn quân hình cánh cung, bám theo một bờ ruộng ngắn, cao chưa tới đầu gối để phòng thủ. Với vỏn vẹn chỉ 40 người, ngoài súng AK cá nhân, phía Việt Nam chỉ có hỏa lực là một khẩu cối 60 ly và một khẩu đại liên. Khi trời vừa sáng, quân đội Việt Nam quan sát rõ trận địa và thấy số lượng quân đối phương cứ đông dần lên, ước tính gần 300 quân, gấp nhiều lần quân đội Việt Nam. Khmer Đỏ chia lực lượng làm hai mũi, có cả quân bọc hậu phía sau. Các loại vũ khí Khmer Đỏ sử dụng cũng áp đảo hẳn so với phía Việt Nam, gồm B-40, B-41 và B-10 cỡ nòng 82 ly do Trung Quốc viện trợ, có sức hủy diệt tương tự hỏa lực DKZ của quân đội Việt Nam. Từ thế bao vây Khmer Đỏ thì giờ đây Việt Nam với quân số quá ít ỏi, chỉ 40 người lại bị rơi vào thế bị bao vây do chênh lệch lực lượng quá lớn. Rất nhanh sau đó, quân Pol Pot đã tràn ngập trên cánh đồng và 40 bộ đội Việt Nam không còn lựa chọn nào khác là chiến đấu đến cùng. Ngay lập tức, xạ thủ đại liên bắn chính phía Việt Nam bắt đầu xiết cò khẩu K-57, nhưng thật không may, viên đạn đầu lại không nổ do bị kẹt. Điều này khiến cho cả 39 bộ đội còn lại của Việt Nam vô cùng lo lắng. Bỗng một xạ thủ dự bị trẻ tuổi của Việt Nam nhào lên, nhanh chóng tháo viên đạn lép bị kẹt của khẩu đại liên. Chỉ có những người lính từng trải qua những trận chiến đấu ác liệt mới thấu hiểu rằng bảo vệ mạng sống của đồng đội là bảo vệ chính mình, giúp đỡ đồng đội cũng chính là tự giúp mình. Vì nếu để mất đi một vị trí trong đội hình thì sẽ dẫn đến nguy cơ cả đội bị tiêu diệt. Lúc này thì tiếng B-40, B-41 và B-10 từ phía Khmer Đỏ cũng bắt đầu rền vang. Một viên đạn AK lập tức ghim vào ngực của người xạ thủ trẻ tuổi của Việt Nam khi anh đang loay hoay bên chiếc đại liên bị kẹt đạn. Ngay sau đó, anh tiếp tục bị những mảnh đạn B-40 của đối phương ghim khắp người, khiến máu chảy không ngừng. Tuy nhiên, anh vẫn ôm khẩu súng và cố gắng di chuyển sang vị trí khác bởi nơi anh đang đứng đã bị Khmer Đỏ phát hiện. Chỉ ít phút sau, bờ ruộng nhỏ hẹp giữa cánh đồng, nơi là thế trận phòng thủ của 40 bộ đội thuộc Đại đội 13, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 Việt Nam đã bị các loại đạn chống tăng, đạn phá lô cốt của Khmer Đỏ cày nát. Nhiều bộ đội đã bị trúng đạn gục ngã ngay tại chỗ, một số khác bị thương nặng nhưng cố bắn trả rồi cũng dần kiệt sức. Trước cảnh tượng đó, bộ phận thông tin dùng máy PRC-25 cùng tiểu đoàn phó và đại đội trưởng cố gắng gọi xin chi viện từ một đơn vị của Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 đang chốt trên một hướng khác gần đó. Nhưng chưa dứt lời thì những bộ đội này đã bị trúng đạn B-40 của Khmer Đỏ và tất cả đều tử trận. Dù lúc này trên trận địa chỉ còn khoảng 10 bộ đội Việt Nam đang bị thương nặng mà vẫn cố gắng đánh trả, nhưng hàng chục quả đạn chống tăng tiếp tục được Khmer Đỏ bắn tới tấp.
Trong số những người còn bám lại trận địa, có một người lính tên là Huỳnh Văn Châu. Đây cũng là người duy nhất sống sót trong trận đánh này, còn 39 đồng đội của anh đã mãi mãi nằm xuống. Theo lời kể của bộ đội Huỳnh Văn Châu, anh gục xuống vì bị thương quá nặng. Trước khi ngất lịm đi, anh thấy quân Khmer Đỏ tiến đến, dùng AK bắn thẳng vào đầu những người lính Việt Nam, dù họ bị thương hay đã chết. Điều kỳ diệu nhất là quân đối phương lại bỏ sót một mình anh, dù người lính này vẫn đang nằm trên trận địa. Sau đó lính Pol Pot đã rút đi. Khi trời tối, chiến sĩ Châu mới tỉnh lại và cảnh tượng trước mắt đã ám ảnh người lính ấy mãi cho đến sau này. Đầm ruộng bị cày xới sau những cơn mưa đạn súng chống tăng, máu của đồng đội đỏ ngập khắp cánh đồng. Không một người nào trong số họ còn nhận dạng được gương mặt bởi những phát đạn bắn bổi thêm quá gần của Khmer Đỏ. Dù vô cùng đau xót, nhưng với kinh nghiệm chiến trường, người lính Huỳnh Văn Châu cố gắng di chuyển về đơn vị để báo tin, đề phòng trường hợp lính Khmer Đỏ quay lại. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau, khi dẫn đơn vị đến thu gom xác đồng đội, thì cả 39 thi hài lính Việt Nam trên cánh đồng đã bị Pol Pot chất thành đống, gài nhìn bên dưới. Nhưng với kinh nghiệm xử lý kiểu bẫy xác man dợ này, công tác thương binh tử sĩ cho cả 39 người lính đã được hoàn tất ngay sau đó. Sau trận đánh ác liệt của đại đội 13, tiểu đoàn 3, trung đoàn 4, sư đoàn 5, người lính Huỳnh Văn Châu tiếp tục chiến đấu cho đến ngày Việt Nam rút hết quân về nước. Ký ức về 40 người lính trẻ Việt Nam thuộc đại đội 13, tiểu đoàn 3, trung đoàn 4, sư đoàn 5 cùng dấn thân vào một trận đánh trên một cánh đồng hoang ở Campuchia mà cuối cùng chỉ có duy nhất một người sống sót. Tiếng rồn rập của đạn B-40, B-41 xé tai, tiếng đồng đội thét vang chiến đấu đến cùng, hay những giấc mơ khi thấy đồng đội gọi tên mình, và hơn hết là những hình ảnh chết chóc của họ sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí của người lính ấy. Trong khi những trận đánh khốc liệt diễn ra trong nội địa Campuchia, thì tại vùng biên Thái Cam, các hoạt động quân sự của Bangkok vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Ngày 7 tháng 12 năm 1986, Việt Nam đã kêu gọi chính phủ Thái Lan hãy ngừng chứa chấp lính Khmer Đỏ. Thậm chí, Việt Nam còn tổ chức một buổi phát loa và truyền đơn được bắn từ pháo ở gần Aranya Prathet, cảnh báo rằng Bangkok sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu tiếp tục các hoạt động hỗ trợ cho Pol Pot. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn, nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.